Đây là thờ Trần Nhân Tông. Sau khi đánh thắng giặc Nguyên Mông xong, các Đức Minh quân Trần về quê hương của ngài để ăn mừng dâng thắng trận ở bái tổ tiên. Thế nhà Trần về lấy ngày 15 tháng 3 là ngày hội đại thắng giặc Nguyên Mông. Khi mở hội xong thì các Đức Minh quân Trần lại rút về Thăng Long. Thì đồng thời lúc bấy giờ là nhà Trần là vua Trần Nhân Tông là ngài với Lên Yên Tử. Ngài Lên Yên Tử ngài với thành lập cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thế thì báo cáo với quý khách là nhà nước ta bây giờ cũng học nhà Trần có mấy điều cố điêu. Một là cái hội nghị Diên Hồng đấy là lấy dân làm gốc. Hai nữa là khi đất nước thanh bình rồi thì phát triển văn hóa và phát triển kinh tế. Thì đây Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì ngài Lên Yên Tử, ngài với thành lập cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, ngài với mở các cái trường để bồi dưỡng cho người tài của đất Việt, ngài phát động cho nhân dân làm nương phá dãy rồi đắp đê lấn biển là phát triển. Cho nên Phật Hoàng Trần Nhân Tông báo cáo với quý khách là ngài có nhiều tên, Đức Vua Trần Nhân Tông là ngài, Đức Quốc Sư Đại Sa Môn, tại sao lại gọi là Quốc Sư, tức là giáo sư dạy các cái thế hệ sau, Quốc Sư Đại Sa Môn, đệ nhất tam tổ Trúc Lâm, Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng là bốn tên. Thì mời quý khách vào cung trong ông giới thiệu. Tiếp theo là sẽ